the ice in my palm. My girl, she know she the one. I put the ice on her hand. I put some ice on her arm. See me shining in the light. Đi cái suy nghĩ đó. Tại Rondo Rai con ra, Rondo Rai con dạo này ít đá mất, mẹ nó báo quá. Xe bảy vô có sẵn xe bảy 24 ti nè, để đi cái suy thôi. Cái suy chuẩn vậy đó. Bán béo luôn hả? Tôi nghĩ là bán ở. Bán này. Mở khó, chưa mở khó. Nhưng mà mai mà 40-60 phút sau bán được. Ok, chị tôi mở khó trước nha. Vậy mai, Ok, tôi ăn bill sẽ dấn số tiền khoảng 10.000 tỷ nữa không? Còn khoảng 10.000 tỷ nữa. Là 33.000 cho cây Zue. Cái tôi sẽ đi cây Zue 33.000 ST. Ok, 33.000 xe 7 cũng được, xe 7 4 tiền cũng được. Còn xe 7 đỉnh 6.000 được xe 7 nào? 6.000 phải cấp 8 này kia không? Cây Juventus đỉnh cao, cây Juventus đỉnh cao. Juventus đỉnh cao nó sẽ là như thế này anh em à. Tôi tiền những hàng nó mới, những bên dạo này nhiều mới lắm. 33.000 nó đi được một tiền đạo 7.000 quá. Chủ ví này kia 10.000, thì tầm 30.000. Đáng 30, 31. Được quay con tơ mờ luôn nha. Quá được ai con tơ mờ luôn nhá. Mà cơ lao rút mới ra nè, lao rút mà nhiều coi ta. Có lao rút là con tơ mờ mới ra luôn mà. Kia xa. Ok, con 5 thì quá đi, con 8 rồi. Michael Laurup à? Michael Laurup 205 đúng không? Michael Laurup luôn à? Nhiều coi ta. Henry TM rồi. 715 coi. Ui, được quá ta. Rồi. Vậy là đi con cánh, là đi con Michael Laurup không à? Michael Laurup bao nhiêu? Có 200 tỷ cộng 5 à? Sao bán không ta? 705 coi chính luôn á. 7.000 trong này được tăng 10 số à? Mày mua hay bán không ta? Con này mua thì chắc mày bán đâu. 705 thôi. Lao rút này mới xuất hiện luôn á ba. Mới update ngày 3 tháng 7 này. Con TM mới luôn á. Hàng mới keng luôn á. Chứng mắt này vậy coi. Chứng mắt này coi. Con xe 7 24 tiền đúng không? 705 coi cho ngoài cơ lao rút à. Đáng không ta? 705 coi tương đương Respo. 705 coi tương đương với Haji. Con này top rê của game ở đâu? Chị xuống rồi sao lại. Con này team color toàn ngon không? Barca, Real, Juve, ba team là mạnh nữa. Michael Laurup 255 nữa đi Real. Quả này ai con TM Real mà làm cho quả Laurup với lại con Figo thì thôi chứ. Cây Real đỉnh cao ha. Đà, ăn nào làm được cây Real đỉnh cao đó ngon. Figo, Laurup, Haji. Đủ ai con TM Real giờ ngon quá ta. Muốn hỏi nào mà đội hiện là mình Wiscan hay Wiscan quét mã trên phải không? Laurup được ta. Các phần phần Laurup ta. Ok, để từ từ nữa. Tôi đang cũng ăn đồng con xét. Đẩy con Laurup đá xét cũng đáng nha. Ok, mình chứ mang cái đi lâu đó bên. Nhưng sao? Còn để đá xe FCAM ngon mà, xe 102 đúng không? Xe FCAM xa lục suốt truyền. Ai con TM nó khác biệt lắm, mùa thường nó mấy ba ơi anh em đừng có nhìn chỉ số mà phán mấy con ai con TM. Mấy ông nhìn chỉ số mà ông phán mấy con ai con TM thì thôi chịu luôn á. Vậy thôi người ta đặt ai con TM làm gì đâu, đừng có nhìn chỉ số mà phán. Ai con TM nó đỉnh lắm. Thông ground nhiều nha, thông ground 8 thì UV hơi nhiều á. Em lấy được nào Demiro. Kia xa hôn round 56.000 đúng không? 6.000 bán luôn hả? Kia xa hôn round 8. Đúng rồi, đi ngày đi cánh thôi, đẩy ra cánh này. Kia xa hôn round 8 này khá thích nha, đúng cây Juve này đi được. Ngon quá, 30.000. Kia xa hôn round. Còn làm bán rồi 4 nhóm, đồng em có vui, gửi qua bụng đó. Kia xa hôn round 8. CR7 lao đúng kia xa. Đủ ngon đi kia xa nữa. Xem nào đó. Làm con chê dưới ghê hả? Lao đúc chê dưới ghê hả? Hình như 715 đúng không? Các phần văn à. Chê dưới ghê, nếu đã chê thì có 2ST 422ST sẽ có 2ST mà lao đúc ngon. Tôi thích lao đúc mà mới ra. Ai con tên mà mới ra nữa. Đây Euro, ai con tên mà mua được hả? 16.000 hả? Mua được tiền đó. Ông này tôi để ông Kiệt này luôn á. Anh em comment, anh em mấy con hẹn em nhìn giá tiền á nè. Hồi nãy cây 30.000 không kêu tôi mua con quanh bơ si hết 14.000. Giờ cây này 23.000 cái tôi mua Demiro 16-18.000 rồi có gì nữa. Nãy giờ này nó có hàng nó nhớ mày rồi nè. Tôi nhớ, tôi được cái không có thù da nhưng mà cái thù giặt. Comment cho kỹ chứ. Kia xa, lao rút. Thêm con cánh là được ta. Rớt sai con TM hả? Rớt 1.000 coi lận dễ đâu. Rớt 1.000 coi hả? Kia xa nếu thêm con hàng. Recommend em nhớ nhìn giá tiền luôn cái quá. Recommend con nào? Cánh thì giờ tôi cần hàng không 5.000 tỷ đô lại thôi, 5 tỷ đô lại trong con cánh. 5.000 con netbet được không ta? Được, 5.000 không đủ đâu, 30.000 đô lại à. Netbet thì 6.000 đúng không? Netbet 18 mắc dữ ta. 6.000 mà không có hàng à. Netbet cá, con netbet cá giá nhiều. Netbet cá 3.000, ừ này được, thầy cũng chắc cũng được. Nếu đi du về không đi netbet thì hơi cùi. Bút 3, 3, 4, 7 luôn hả ta? 3, mắc 9.000 đó.
Subira hết vé thôi ha, hết vé cáp được 3.000, hết vé cáp thôi, hết vé tiền mắc quá. Kia sao hôm rao đi mới vé được hai cánh chứ, đúng rồi, Tube hơi mạnh luôn á. Trong game này hiện tại cầm cánh mạnh nhất mọi người thuộc về Tube, Tube cánh mạnh quá, đều quá. Juventus đỉnh cao, dạ tôi hay đi mấy cái team đỉnh cao quá à. Ôi ôi, kia sai chạy cho 40 luôn hả? Bạn mong sớm xuất xa mà áp lộ kiếm nào xài mong mọi người đến cùng. Nefes được quá, Nefes khá 8 không hả? Kia xa Nefes xe 7, lao rút. Phải là con lao rút. Lao rút mới mới ra ngồi ai ngồi. Mấy con bạn em đi gì cái AI của nó thôi chứ quan trọng gì số ta không tên mời đâu. Bỏ lâu nhà lấy cái chê lao rút rồi. Đào rồi bỏ đứng rồi. Cái chê lao rút rồi. Chelsea ghi lao rút. Hai con bằng số mà khác nhau đó, con tiền đạo con xếp mà, con này tiền đạo thì chút điểm cao hơn. Xoáy con này sút cao nhiều luôn á nhá, truyền chọn này cái đá 42 1 đó là rút ngon. Cho lao rút anh em ơi, lao rút chuyện một tí thôi. Chelsea ghi cộng 4 hai đặt này, 3.000 tỷ này. Lao rút ngon này chưa đá, bây giờ lao rút mà không có đá đâu mà phát nó thiệt luôn á. Cái mà điểm yếu của anh em biết tại không, anh em phán những con hàng mà anh em chưa đá mà anh em dám chắc là nó dở. Con lao rút này mới ra ngày 3 tháng 7 nha. Làm gì có hai đá. Mang cái lao rút hợp lý rồi mà ơi. Anh em phải đá rồi nhưng không phán, cái này tôi cũng chưa đá là tôi đâu dám phán đâu. Bất giờ tôi đá nhưng mà tôi nghĩ là nó ngon. Hiểu mày không? Anh em phải đá rồi mới phán được chứ. Phán nhìn nó có con ta mờ không ngon ta. Đúng không anh em, đúng không? Lao ra thì mà sao ok à? Mới ra mà anh em đá mùa thường nhá. Nga Kata TM á. Nga Kata TM đi, giờ đi được con CDM 3K, 3K CDM. Em lô cái đồ sầu thủ nổi. Cái đồ 3K luôn hả, con này xuống cao rồi chứ. Thành yếu á. Zidane nó CDM, Zidane EFF thì số thủ cao. Càng người băng thấp quá, nhưng mà con này ngon nha, 2.1 mà. Đẩy Zidane nó CDM luôn, 2.55. Zidane nó CDM đấy mà, Zidane Vira Zidane cộng 8, Maxicio 8 ra. Bút bài bé là giá cao quá, bút bài liên mịch giá cao quá hết. Giá đi như hình xương rồng luôn. Maxicio, Rabiot hùng rao. Mừng Rabiot hùng rao. Thôi được con này nha, con này có lượng dịch luôn. Nhưng khó mua không ta, Rabiot hùng rao hả, kia là hợp lý quá ta. Rabiot hùng rao à. Hợp lý quá ta, cho 21 số, ngàn mấy ta. Maxicio hùng rao 8 à, có bán không? À, chưa, đây bằng 5 à. À, con này ngon nha, con này êm nha, con này êm nha. Con này hơi bị êm nha. Con này hơi bị êm nha. Con này đá được, được, con này được. Maxicio cộng với lại Zidane là đẹp. Hai con 5.000, con thủ con công. Chance là 5 rồi. Ok, Maxicio với lại Zidane. Đổ tên đã bị scan 20.000 đồng. Họ cảm nhớ tên nha, các em nhiều. Maxicio yếu lắm mà, không như chỉ số à. Sức mạnh trong lý 8 mà. Tao nhìn quay đá rồi không? Này công thủ này như chọn chí đảo. Lô à? Lô lùng quá, con này được 28 quá. Lô lùng quá. Tôi cũng có thức Rabiot nha, Rabiot số ai cao hơn. Rabiot với con này à. Chi số công cũng cao hơn. Thủ kèm người Rabiot ngon hơn. Rabiot nhìn lực quá, mà điều Rabiot này khó mua chứ. 110 bán, này 38 à. Tôi thích Rabiot hơn đó ta. Đâu có bị cái 53 trái bên trái rồi coi đó. Cái nhường 4 hơn nhường 3 à. Ok, Maxicio, sự chọn cuối cùng. Maxicio với Zidane cặp CDM. Team mình lực quá à, team tôi đi cho cây Juve này không lực thì thôi á, đẹp. Biết không, cây Juve này chỉ có đi cộng 8 mà đi cộng 5 không ra hàng. Vira chứ đúng không, Vira chứ, quả này phải đi CB, phải đi Vira cái. CB pha Juve chắc chắn là Vira. Vira LN8 bàn 7 luôn, cái gì, bàn 7 4.000 luôn hả? Mắc dữ trận. Vira LN8. Vira LN8 một vị trí nha, chắc chắn là không ai qua được Vira rồi. Con CB còn lại tôi đang khá thích Bremer 23-24 test á, nhưng mà khó mua quá. Cannavaro hả ta? Cannavaro nhìn ngon á, thì không ai giúp nhau, không ai chơi Cannavaro ta. Đây là một trong những CB chỉ số lúc nào cũng ngon nhưng mà không ai dám chơi. Cannavaro quả bóng vàng, hậu vệ duy nhất trên thế giới được quả bóng vàng đúng không? Không ai dám chơi con này. Hay là mình sẽ là người đầu tiên đó, Inter Juveria luôn á, ba tiêu là ngon ra. Cannavaro à, không ai dám chơi con này luôn ta. Tất cả giải đấu, tất cả xếp hạng, tất cả bài bật
toàn dụng này để làm phôi không? Anh chơi thử test thử à? Tôi muốn test nhưng mà thôi tôi đi cho anh em cây nó đỉnh. Nắc đùi lít rồi. Lít bớt đi thôi. Cặp đây mà 4 tên đổ lỗ tiền quá. Romero chỉ có LL thì nó không còn sự chọn nào ta. Romero LL Spina Sola được không? Còn nó CV số nhiêu? 13. Ủa CV thấp vậy? Beckham Bauer hoàng đế CV duy nhất à? Được hai bảng vàng luôn. Ủa có luôn hả? Beckham Bauer được bảng vàng à? Đó mà Kakares à? Bonucci sao Bonucci chậm quá, Bonucci số cao mà chậm quá. Tôi thích Cannavaro ghê. Đang không ăn Romero chắc. Nếu tôi thích Canna ghê ta, Cannavaro có lại Romero sao? Romero chạy nhanh hơn phải không? Chỉ số uống Canna nhìn đã. Cannavaro à, vì thân bám đó ta. À, Romero nè, giảm lương, giảm tiền lại mớt nữa. Romero Vira. Romero là ba chiếc Vira. Gà tính lương đủ không? Tính tiền chứ quên, tiền đủ không? Mày Minh nói giống mấy con này 121 nó 3.000 không ai mua như thế vậy. Rồi sẵn con Zidane. Zidane này bé này hiếm nha, quá đó. 19.000. 19.000 cộng cho con lao đất 7.000 là 26.000. 26.000 ở đây mình có 30 đúng không? Còn như 3.000. 4.000 đẩy mét BTB8 luôn. Nhặt thì thường mét BTB8 đấy á. Mét mét BTB8 luôn. Mét mét BTB8 hay là con Zidane BTB8 ta? Zidane BTB8 5.000 à, 47 à. Zidane nhiều 2.000 cũng tăng lên 3.000. Thực sự con Netbet cáp á, Netbet BTB nó chả ăn thua gì đâu. Nhưng mà con Netbet, con Zidane với con này nó hơn nhau hơi ác luôn nha. Zidane ngon hơn. Đấy, Netbet ra. Netbet cáp rồi. Netbet cáp là con Netbet BTB nó chả hơn nhau nhiều đâu. Hơn nhau không nhiều quá á, lực suất con cáp còn cao hơn nhiều mà. Không hơn nhau nhiều đâu, đẩy con cáp á. Zidane BTB nó hơn khác biệt quá. Zidane hiếm ác mà. Zidane xuân tút à. Zidane tút sầm muốn. Còn ngàn đúng không? Với tính là còn ngàn, con với tính là còn dư tiền nhiều quá ta. Ừ, Netbet này đủ tiền đinh Netbet luôn nhá. À nhưng cũng không đủ tiền đặt. Bây giờ tôi còn thiếu một con Netbet Icon nữa đúng không? Tôi còn thiếu Netbet Icon 6 nữa. Netbet Icon 6 rồi, khoảng 6 là 7.000, cho 7.000 đi, 7.000. 7.000 cộng với con này 6.000 là 10 7.000 cộng 6.000 là bao nhiêu ta? 7 cộng 6 13 13 ngàn, trong khi tôi có thể thu về được 10 ngàn nữa. Đủ quá nha, đủ quá, nếu đủ á. Và anh tôi để cho bạn chú bạn bán Ronaldo này luôn thì đủ quá nhá. Server Romero à. Hết hàng rồi, đâu còn đâu, con Remo 24 test chưa bán. Con Remo 24 test mà bán rồi thì mình đã dễ. 24 test đã bán đâu. Bung cha rẻ không? Bung cha nhưng mà không bán được. Bung cha đổi giờ năm không bán được, con Netflix đổi giờ năm bán được. Chả được mớ tiền. Bán đường theo nữa hả? À, được con theo này nữa. Chứ, vậy thôi điên Netflix BTB8 luôn. Thôi rung rung được, đẩy nếp với BTB8 luôn, cho lực cái cây này. Bán con theo này 1.740 đúng không, hơn nhau 100 tỷ à. 100 tỷ cũng lớn đó nha, để dành mình thưởng được. Ok, bán được 100 tỷ là mình nuôi về được 1.600, nuôi về được 1.300, 1.600. Đủ để đặt à. Có biết không giá 3 cái. Ok được 57. Đi con nếp vết cáp luôn. Nếp vết cáp luôn. Ok, chờ ngày bán con Ronaldo kia mình làm tiếp cái game. Giờ tính lương cái. Tính lương cái nha. Đỉnh nát luôn ra cánh trái đi được con Alessandro luôn. Alessandro mà C8. Cánh phải đi được con nếu được đi Spina Zola ngon ha. Đúng không? Đủ dư lương luôn à. Vậy tôi đi đẩy con này là Alessandro BTB luôn. Đúng không? Còn dư tới 14 lương luôn hả? Ngon quá vậy. Chỏ cái chú viên ngon á. 14 lương trong GK đi con Sydney FS. Trời dư lương đầy luôn ha. Ừ, Van der Sar hả? Lương 14 à. 14 đi được Van der Sar. Cây vậy. À Van der Sar TT. Van der Sar được đều bán không ta? Van der Sar bán không? Ui có người bán con này lương 12. Ngon nha, vậy đi Van der Sar NHD. Ừ được. Van der Sar NHD 258 lương. Còn 300 nữa, này 800. 8 tỷ là bê quá đáng không? Quá đáng đâu, kè 800 này ngon luôn nhá. Còn bao nhiêu ta? 800 với con này, với con Alessandro. Spina này thôi, đi con Spina này thôi. Đi con Spina này thôi. Zola lờ lờ thôi. Mình dư được 3 lương đúng không? Mình đẩy vào đây con Van der Sar TT nó ngon hơn nhá. Van der Sar TT ngon hơn ba ơi. Được không? Đẹp hơn đúng không? Đẹp hơn. Điên này thôi, rỉ thôi. 39.000 đúng không? 39.000 tỷ cây Zun Tut này. Còn chín mấy tỷ hả? Còn phôi không ta? Nét vé này con TM luôn hả? À? Ừ, đính là có mấy con TM 4 mấy lương luôn hả? À? Nhưng mà khích lương mà, Gang to build cho nên khích lương quá rồi. Để nếu mà để dành nè ta. Sẽ phải là rút nét vé đồ cây này ngon. Ủa, kia xa đâu? Xa vô, không còn gì luôn hả? Ủa, không còn gì luôn hả? Còn bao nhiêu tiền ta? Còn 96 tỷ hả? Cristiano Ronaldo 24 tỷ. CAM sẽ là sự xuất hiện của Michael Laudrup.
Tao lên level 3, cái này còn 3 đáng ngon, chào mừng xuống luôn. 35 đúng không? Cái này lên còn 3 tốt ngon, 1000 tỷ nữa. Tới cái nhân tinh tế đánh đồng mạnh sẽ bắn hộ bóng luôn. Quá wow, kìa còn thời mờ, Netbet kia xa. Dương tức là team có cánh mạnh là kia xa lên chạy 140. Netbet quân số chạy nhiều. Theo lén 141, cứng như thép xuất xa mà ông độ kiến tạo được đến cùng qua người. Đâu quá ta, Zidane mắc Kisio hôm ra giờ đúng không? Mắc Kisio hôm ground. Tốc độ tăng tốc chất điểm rồi, con này cũng ngon mà, chỉ mắc Kisio mê mà. Chỉ ngắn cho 39 luôn hả? Đồ toàn hôn ra 8 không? Rê bóng trong giữ bóng heo léo. Còn Zidane bình tĩnh 140 luôn. Xuất xoáy tinh tế, xuất xa kiến tạo thành ngõ qua người. Xuất xa với lại tinh tế đúng không? Mắc Kisio giữ thủ cao. Cặp CB Juve tới đây là mắc binh nhất hả? Với thêm, nếu như mà có thêm BB tôi cũng chả biết năng con Juve này năng như thế nào. Hai CB này như là nó đỉnh nhất rồi. Chuyền ngắn cho 40. Romero này cũng ok, Romero chạy nhanh mà. Juve đang cần Lucio CC cộng 8 kìa. Cáo hoàng định vương bảo rồi hả? Ok ok. Spinazzola, Alessandro 136 tốc độ tăng tốc. Có qua 2. Đợt này cây dương tối đỉnh ha. Cây dương tối là tôi build cho anh em nó là tận dụng khá là công phu luôn á. Quá trình hơi bị đỉnh á. Edwin Wanasa TT cộng 8 luôn nha. Đủ tiền đi Edwin Wanasa luôn à. Ném xa cây này bóng luôn á. Cây này hơi đẹp cho anh em nó bú ha. Nhà quản lý David Moy luôn. Ok. Cảm giúp tên em nhắn fanpage em nhé. Em nhiều. Nhắn qua ai? Qua biểu nữa. Siêu. Bàn thắng đi Trang vào lưới của Paul đúng không? Cho một chiếc tạc cho ta. Sao tôi tạc nhiều quá vậy? Đừng có tạc nữa. Dầu còn tạc không ta? Mày giữ ngon, mày giữ ngon tự nhiên. Này, là lâu rút. Ra viên dễ vô nha, ra viên nảy vô, ra viên nảy vô dễ vô quá. Mình đã đầu biết 5.000 đồng. Bilac hay sản có rút nhiều hơn trong anh ta. Cảm Minh nha, cái Bilac á, Bilac ngon á. Rẻ mà BB nó cũng nhiều nữa. Lại cái rác nó tổng 8 mà. Quá chỉnh rồi. Quá. Serbian khó chịu rồi chứ. Thế mà còn lâu rút ai còn tờ mờ nữa. Ai còn tờ mới ra luôn nha. Lâu rút mới bét luôn á. Đẹp quá ta. Siêu. Sao nó 7 đó anh ha. 7 2 4 tỷ. Chivela bắn ngoài luôn à. Ôi hay quá ta, lâu đúc. Em thấy ai còn tờ mờ xuống đấy không? Nó khác biệt nha, em để ý. Chắc cái banh nó bay khác nè. Cái banh của em ai còn lâu đúc chip đây nó bay cũng khác á. Mấy ai còn tờ mờ á. Nó ra này em tin chứ. Tôi được có cái nhìn khá là đặc biệt dành cho mấy ai còn tờ mờ. Chỉ số có thể thấp. Và đá nhìn nó ác. Hồi xưa mà anh em mà chơi mù icon thường mà lúc mà game mới ra mấy ai con nhìn xuống thấp á. Đó nhìn nó khác biệt nó rõ. Ủa sắp xếp nó bẫy lại. Vô ta, sắp xếp bẫy lại lui xuống ta, nó bẫy vô chứ. Pha này hơn nha, pha này tính xếp nó bẫy lui về ta, nó chạy vô mình cắm sao lui về. Hay quá ta, Romero. Nó đầu ngược, đầu vô giờ đụng cái đầu vô, đụng cái đầu vô. Bảy xe đệm vô hả? Hay quá ta, Marco Lorup. Đúng lại con TM khác biệt. Ghi bàn sai gì người ta sút này, đánh tốt đồ này kia rồi nó đẳng cấp ha. Phải coi lại nè. TM nó phải vậy chứ. Nó nghề gì đâu ta. Mãi hai con nhãn kia nè.
và đừng quên để lại một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm những video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.